Xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy lọc không khí Panasonic VX-F65 các bác nhé. Một con máy rất là đẹp. Dòng mặt dâng cánh vẫy. Em sẽ bật lên để các bác xem. Thiết kế rất là đẹp. Dòng máy này thì bán cực chạy của Panasonic rồi. Đợt này giá cả rất là hợp lý các bạn. Giá con này em bán chỉ có 3 triệu thôi nhé. Giá cả rất hợp lý luôn. Có 3 triệu đầy đủ tính năng, khóa trẻ em, công nghệ EcoNavi độc quyền của Panasonic. Đấy. Công nghệ nano y, công nghệ này thì là công nghệ diệt vi khuẩn bằng công nghệ nano các bác nhá. Daikin thì nó có công nghệ skimmer. Đấy, báo phần trăm độ ẩm này độ ẩm khá là cao. Đấy, máy có đầy đủ 3 chế độ lọc không khí riêng biệt. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 40 mét vuông nhé. Màng HEPA của con này em đã thay mới tinh rồi. Riêng cái con XF65 này thì cái màng của nó rất là dày, to và dày các bạn, dày cực dày luôn nhé, và to. Đấy, các bạn nhìn này, dày và to luôn nhé. Đấy, màng mới tinh, trong là màng than tạo khử mùi. Màng này thì các bác dùng các bác có thể rửa được nhé. Đấy, em cũng đã rửa rồi. Khi mình dùng một thời gian nó bẩn thì mình có thể rửa đi. Đấy, các bác rửa bằng nước bình thường thôi, rửa nhẹ thôi ạ. Chứ không được dùng máy bơm để xịt đâu nhé. Dùng máy bơm để xịt thì là tan hết luôn đấy ạ. Chỉ rửa nước bình thường thôi. Đấy. Thằng Panasonic nó có cái ưu điểm là cái màng than của nó rất là dày. Đấy, rất là dày các bác ạ. Màng nó vẫn còn cái ni lông này cho nên là lắp vào nó hơi khó. Ở đây là cái chỗ cảm biến bụi các bạn này. Này, cảm biến bụi nhé. Một con máy rất là đẹp. Rất đẹp các bạn ạ. Đầy đủ tính năng, giá cả hợp lý. Bên đây kia là bình nước này, bình nước buồm này. Màng tạo ẩm này. Đẹp luôn nhé. Con này thì em đã đấu điện 220V rồi, cho nên các bác cắm điện trực tiếp thôi, rất là tiện. Rất là tiện lợi nhé. Đã đấu điện 220V rồi. Giá cũng rất vừa phải. Vào mùa hè rồi, các bác dùng phòng điều hòa nhiều, rất là hanh khô. Độ ẩm của phòng các bác dùng điều hòa nhiều khi chỉ rơi vào tầm 3-4% thôi. Thì các bác cần những cái máy lọc không khí này để nó bù ẩm nhé. Con máy lọc không khí này có 3 tính năng: bù ẩm, lọc không khí và khử mùi. Đấy. Giá 3 triệu các bác nha, máy cực đẹp luôn, chưa phí vận chuyển. Xin chào các bác.